Đấy, quán này thì có tên là quán là Đại Nhân Lòng Lợn Tiết Canh các bạn nhé. Địa chỉ là khu Phú Lộc 3, phố Nguyễn Khắc Cầm, gần cổng sau khách sạn Đinh Gia các bạn nhé. Đấy. Yeah. Rồi khâu đuôi. Đấy các bạn nhá, thử cái món khâu đuôi ngon nhỉ. Nó to này, nó là làm bằng khâu đuôi nó mới ngon. À. Nghe nói món này món chủ đạo, món bát này đúng rồi, món này là chủ đạo, rất là ngon và thơm. Một đĩa này thì bao tiền là chị? Một đĩa này bán vào khối đuôi này bán 150, một đĩa. Bởi vì mình làm bằng thịt chứ mình không làm bằng cái mỡ chài kia. Khách nào sành ăn thì người ta biết ngay, ăn phát miếng rồi có thơm ngon đấy. Đúng rồi, mùi thì chuẩn. Bác lấy rồi, bác bạn đã bột chưa bột canh rồi kia để bạn bay VT1 à hôm nay chia sẻ phí các YouTube à đúng cũng để bọn em đi qua nhà anh bạn chủ quán bác Đại Nhân đại đại à đi Đại Nhân là bạn rượu của em đấy. Bây giờ cái đầu cái to nhỉ, to ngon à. Rồi, cái lòng của bát hòa này làm lúc nào ăn nó có vị khác, các lòng của quán khác. Ừ, ngon nhỉ, hai chị thì ngon nhỉ. Đâu xem ở trong thùng mình bao nhiêu không? Hết chưa? Hôm nay không còn ít nữa nữa. Hết à? Có nhiều còn nhiều lắm nhỉ? Dạ, thoải mái. Cái đầu cái này rất ngon luôn. Trong chế đang chế biến long ạ. Nhất nước Việt Nam. À thế à? Thế bọn anh thường ăn ở đây không anh? À, một tháng 13 ngày. À, 13 ngày ạ. À? Một tháng 30 ngày. À, anh thấy món lòng ở đây món nào ngon nhất? Món nào ngon? Món nào ngon? À thế ạ. À? Món rồi này là món nào ngon? Nhất nước Việt Nam. À, món nhất Việt Nam ngon. Ừ. Em thấy món rồi rất ngon. Rồi bún đuôi đúng không? Ngon. Ngon. Vâng, thế món lòng non anh thấy nào? Em thấy rất là dày đó. Dày cho điếu. Vâng. Rồi, chúc anh ăn con miệng nhé. Ừ, được mấy lòng em. Ăn rồi tí đấy, ăn rồi. Rồi ăn tí nữa, phải đầu tiên cho bạn ăn đi. Phải đầu tiên. Có trần lại chứ nhỉ? Mùi nước. Lòng non này đã chưa chín hẳn đâu nhỉ? Chưa chín hả? Hai anh em làm một đĩa lòng thưởng thức ở quán của bác Hòa Đại Nhân. Đấy. Hòa Đại Nhân Phú Lộc 3 đấy. À, dày lắm là lòng bác chọn, lòng rất ngon, dày. Đấy. Cái này nước của nó anh cho gì không? À, nước này chỉ cho xả với gừng thôi. À, nước xả với gừng. Thơm gì. Trần qua cho trắng lòng nhỉ. Cái lòng nhìn ngon nhỉ. Thế cái lòng non đầu lòng thì ngon đấy. Không trần mấy cái này à? Có chứ nhỉ. Trần riêng xong à? Trần cái này xong rồi cho cái này vào sau à? Sau cái này nó sau à? Sống còn sống. À từng cái một. Trần cái này xong mới nó đổ kia vào cùng đúng không? Cái này chưa chín đúng không? Đây là trần lòng non rồi. Cho xuống học dày xuống học gan vào cái một suất ở đây bán là bác một suất thì tùy theo bình thường mình bán đấy, một suất người ta có một suất này, người ta không ăn suất mấy, người ta chủ yếu là mấy người thì làm một đĩa. À, là một đĩa tùy theo đông hay ít người thôi. Em có hai thằng này bác cho em một đĩa khoảng bao nhiêu được? Đĩa hai anh em thì tối thiểu như đĩa đầu làm dày này thì anh phải lấy vào 120 đến 150. Thì làm cho em đĩa 120 đi. Hai thằng nhá. Thập cẩm.
Cháu làm cái vâng. Alo. Tôi ở trong quán trong này rồi. Ông vào đi. Ờ, quán cháo lòng Hòa Đại Nhân này. Ông vào đường Phú Lục 3 đi. Cái đường này gọi đường gì anh nhỉ? Đường ô này là 31 Nguyễn Khắc Cần. Thì ông Nguyễn Khắc Cần à? Ông đi vào đằng xe này đỏ, ông đi vào cái gì nhỉ? Cái kia là gọi là quán hát Đinh Gia, ông đi thẳng vào trong đấy. Biết không? Cái này là đường xe đỏ ra Phú Lộc ra gần giờ giờ. Các bạn nhé, thì đây hôm nay là mình đưa các bạn đến với quán cháo lòng của bác Đại Nhân. Đấy, và nghe nói là quán cháo lòng này được quay món rồi là món chủ đạo. Các bạn đã được xem món rồi lúc ấy vừa thái đấy. Đấy, các bạn thấy đĩa lòng này. Đấy, đĩa lòng này là đấy, có món rồi đây. Lòng rất ngon, các bạn được xem nhé. Đấy, đĩa lòng rồi này là 120.000 đĩa này. Đấy, thì hôm nay mình sẽ thưởng thức món này cho các bạn xem, mỗi thứ một miếng và đánh giá xem quán của bác Đại Nhân này ngon không nhá. Được rồi. Đây thì nước chấm của họ thì có rất nhiều nước chấm này, mắm tép, nước mắm và muối, quản chấm với rượu chấm, tôi chấm mắm tép. Đấy, bản thân là các bạn làm rồi ở đây là món chủ đạo. Khi bạn ăn một miếng rồi vào mồm ấy, tỏi thấy mềm lắm, rất mềm và thơm, ngon. Đấy. Đây còn miếng lòng này, lòng này rất là dày này, đấy, bạn thấy không? Dày rất là dày ngon. Cái lòng giòn giòn. Các bạn là lòng rất là giòn ngon. Thật ra thì đến với một quán thì có mỗi một quán có một cái món gọi là món chủ đạo rất ngon. Thì tôi cũng thật sự muốn nói với các bạn là đây có một món rồi này thật. Thì tôi ăn đây mấy lần rồi, tôi thấy món rồi này ngon, ngon thật. Và các bạn ăn nó rất mềm nha, mềm mà ngon thật, chính xác rất ngon. Đấy thì các món này cũng được, quan trọng là mình chọn được cái miếng lòng nó dày thì mình ngon thôi. Đấy thì hôm nay là nói thật các bạn là chia sẻ đến các bạn thích ăn, các bạn đến với quán của anh này thưởng thức xem đúng như lời tôi nói không. Tôi ghét nhất món rồi đấy, và các bạn thích món gì các bạn thử đến ăn xem. Và thôi thì video của tôi cũng không nói nhiều nữa, thưởng thức như vậy thôi. Thì đỡ mất thời gian của các bạn thì cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau các bạn nhé. Ok, chào các bạn. Hết rồi. Đấy anh em gọi thêm bát cháo lòng đây, ăn cháo buổi sáng với lòng lợn mấy đấy. Nó nuôi cũng nói chuyện với các bạn là món lòng lợn này thì tôi cũng rất là thích ăn. Còn buổi sáng mà ăn bát cháo lòng với một vài người bạn nữa thì cũng nó thật là sướng. Đây thì đây. Giờ nói giá chuẩn cho anh. Mình ăn được cái là cái lòng này nó giòn, ngon. Cháo từ đầu năm đến giờ. Vâng, làm quán đây, rượu đây. Chuẩn em định làm cái bằng giá. Đấy, quán thì nuôi đông lắm, bây giờ anh em tôi ngồi lâu nhất. Này sâu đấy, nhiều người biết mà. Trong cái đường này không hay, không hay vào, nên là phải gọi bác biết. Cái điểm nó không phải kê trục đường chính, nhưng gọi trong phố luôn. Đây các bạn nhé, thì hôm nay này được ăn món cháo lòng này rất là ngon. Đấy, rất ngon, rất ngon. Đấy, các bạn nào thích món cháo lòng, các bạn đến với quán Đại Nhân ăn rất là ngon. Các bạn nhé, thì cảm ơn các bạn xem video nhé. Chào các em nhé. Chào.